Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con đang nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏa Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bảo Vân quyển 6. Này Thiện Nam, Bồ Tát là có 10 pháp gọi là tinh kính. Những gì là 10? Đó là: một, thiện căn sâu dày và để gieo trồng gốc đức từ đời trước; 2, đạt được chánh kiến, không tin theo kẻ khác, không quy y nơi kẻ khác; 3, ý chí luôn chánh trực, không hề hư vọng; 4, tâm luôn chân chất, ngay thẳng, dứt mọi tà vậy vô nịnh; 5, lợi căn trí tuệ, công đức gồm đủ; 6, trừ bỏ mọi thứ ngăn che, nên tâm luôn thanh tịnh; 7, từ nương tựa nơi các bậc tri thức thiện, sẽ liền hàng tri thức ác; 8, phá trừ kiêu mạn; 9, được nghe pháp thâm diệu, có thể khéo thọ nhận trọn vẹn, hoàn toàn không điên đảo, để luôn hiểu đúng về pháp tạng vô cùng sâu xa của Như Lai; 10, uy đức luôn tự tại. Này Thiện Nam, gồm đủ 10 pháp này, đó là Bồ Tát hành trì đầy đủ pháp kính tinh. Bây giờ Bồ Tát trừ cái chướng bạch Phật, bạch Thế Tôn: con nay ở nơi chỗ Như Lai, đủ ai đức lớn, xin Đức Thế Tôn giải nói một ít pháp thuộc về y đức ấy, khi con được lãnh hội. Đức Thế Tôn bảo: này Thiện Nam, ông nay hãy khéo lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nêu giảng một phần ít về uy đức nơi pháp chính yếu của Như Lai. Bồ Tát trừ cái chướng thưa: lành thay Thế Tôn, xin vì con mà giảng nói. Phật nói: Như Lai là bậc đại từ, lúc ban cho hết thảy chúng sinh mọi sự an lạc, hoặc khi ở nơi một chúng sinh khởi tâm từ, cho đến tất cả chúng sinh trong mười phương cũng là như vậy. Hiện bày khắp cảnh giới của hết thảy chúng sinh cũng hiện bày khắp cõi hư không. Không ai có thể nhận biết trọn vẹn về biên vật nơi cảnh giới vô cùng sâu xa của Như Lai. Như Lai có tâm đại bi, không cùng chung lượng với hàng thanh văn Bích Chư Phật. Như Lai, nếu một chúng sinh khởi tâm bi, cho nên tất cả chúng sinh cũng lại như vậy, là để tạo lợi ích. Tâm đại bi của Như Lai không có biên vật, chẳng phải là nơi chốn có thể đạt được một cách rốt ráo của hàng nhị thừa. Này Thiện Nam, Như Lai thuyết giảng pháp không thể cùng tận, có thể nơi một thời vì khắp chúng sinh trong mười phương mà thuyết pháp, hoặc một kiếp, trăm ngàn vạn ức kiếp, vô lượng a tăng kỳ kiếp, luôn thuyết pháp như thế. Hết thảy chúng sinh không ai có thể nhận biết về gốc ngọn đến biến vật thuyết pháp của Như Lai. Giả sử tất cả chúng sinh trong một lúc nêu vấn nạn, Như Lai ở trong một niệm đều tùy theo từng loại chúng sinh với một âm thanh có thể giải đáp. Nhưng biện tài của Như Lai không có cùng tận. Như Lai có vô lượng a tăng kỳ nơi chốn hành hóa các pháp tam muội thiền định. Này Thiện Nam, giả sử hết thảy chúng sinh đều chứng đắc 10 trụ và mỗi chúng sinh đều nhập vô lượng pháp tam muội, ở trong trăm ngàn kiếp đều nhập các định khác, như vậy trải qua vô lượng kiếp hãy còn không thể nhận biết hết về cảnh giới tam muội của Như Lai. Như Lai tạo ra vô lượng a tăng kỳ ứng thân, khiến cho hết thảy chúng sinh đáng thọ nhận sự hóa độ thấy được thấy Như Lai đều hiện tiền trước họ trong khoảng một niệm, nên mỗi mỗi sắc tướng đều sinh tinh hiểu với những sai khác. Như Lai lại còn trong một lúc đều hiện ra trước các chúng sinh, tùy chỗ ứng hợp mà thuyết pháp, khiến họ thể đều thọ nhận thực hành. Này Thiện Nam, thiên nhãn của Như Lai với cảnh giới của đối tượng được nhận thấy là vô lượng vô biên, chẳng phải là chỗ thấy được của nhục nhãn. Cảnh giới của thiên nhãn ấy, Như Lai chỉ trong một niệm thể đều thấy rõ, như xem quả a ma lạc trong bàn tay. Cảnh giới của đối tượng được nghe nơi thiên nhĩ của Như Lai cũng là vô lượng vô biên. Như thiên nhãn đã nêu trên, hết thảy chúng sinh với các loại âm thanh khác nhau, theo sự lớn nhỏ, ở trong một niệm đều phân biệt nhận biết. Như Lai lại có vô lượng, vô biên trí tuệ, vô ngại, không gì có thể sánh. Cũng không thể nêu ví dụ, hết thảy chúng sinh như chỗ nhận biết của tâm niệm, tùy theo căn tánh với vô số sai biệt, chỉ trong một sát na, Như Lai tại phân biệt biết rõ. Tùy nơi các chúng sinh kia, mà mỗi chỗ nhớ nghĩ, mà mỗi chỗ tạo tác, theo nơi gây nghiệp thiện ác mà phải thọ nhận quả báo. Như Lai có thể dùng ba đạt nơi trí tuệ vô ngại, chứ trong một sát na đều phân biệt nhận biết. Này Thiện Nam, Như Lai luôn ở nơi thiền định. Vì sao? Vì Như Lai hoàn toàn không mất chánh niệm, các căn của Như Lai không hề nhầm lẫn. Như Lai đã đoạn trừ mọi thứ kết xử, nên tâm luôn vắng lặng. Nếu còn xen lẫn kết xử thì tâm tán loạn, lìa pháp thanh tịnh. Như Lai đã lìa hết mọi tác động của hết thảy các nghiệp, mọi trần cấu đã hoàn toàn dứt sạch, vô lậu vô vi, để các pháp luôn tự tại, tất cả tam muội tam ba đề với vô lượng cảnh giới, để đạt tới bờ giác ngộ. Như Lai luôn ở nơi tam muội, nơi một oai nghi cho đến niết bàn. Như Lai nơi vô lượng trăm ngàn ức kiếp tu tập chứng đắc, không có chúng sinh nào có thể tư duy phân biệt nhận biết về số lượng. Bồ Tát trừ các chướng bạch Phật, bạch Thế Tôn:
Như Lai chẳng từ nơi A Tăng Kỳ kiếp tích tập công đức sao? Phật bảo chẳng phải thế, vì sao? Này Thiện Nam, vị Bồ Tát không thể nghĩ bàn về cảnh giới của Như Lai. Cảnh giới của Như Lai vượt mọi sự lường tính suy xét, chỉ vì các chúng sinh thiện cần mà nói là ba A Tăng Kỳ kiếp tu tập chẳng đạt. Bồ Tát từ lúc thật sự phát tâm đến nay là chẳng thể tính kể. Bồ Tát trừ cả chướng thưa, Bà Thế Tôn, nếu chúng sinh từ lâu đã tu tập thiện căn, gieo trồng các hành nghiệp, trừ bỏ mọi thứ ngăn che, đạt nhiều tín hiệu, gần gũi với bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, được nghe vô lượng uy đức của Như Lai, nghe pháp ấy rồi thì hoàn toàn, thì hoan hỷ, vui tin, huống nữa lại là lại thọ trì đọc tụng biên chép cúng dường. Vì mọi người mà giảng nói rộng, người như thế chẳng bao lâu cũng sẽ có được uy đức lớn, xứng đáng là bậc pháp khí. Phật bảo đúng vậy, như chỗ ông nói chúng sinh như thế. Vì chỗ đạt được của Phật từ lâu đã gieo trồng căn lành, gần gũi chư Phật, nghe Phật có đại uy đức. Các thiện nam thiện đệ đó đối với chỗ uy đức lớn lao kia không nghi, không sinh nghi hoặc, tâm không lầm loạn. Do không lầm loạn nên suy xét về đại uy đức của Như Lai, sinh tâm ân trọng, tin vui một cách sâu xa. 7 ngày 7 đêm mặc y phục mới sạch, cung kính cúng dường, chuyên niệm về uy đức báu lớn lao của Như Lai, tâm không dời chuyển, tất được thấy Phật. Nếu chưa đủ 7 ngày, thậm chí chỉ 1 ngày 1 đêm, khi mạng chung cũng được thấy Phật. Bồ Tát trừ cả chướng bạch Phật, bạch Thế Tôn, có các chúng sinh đối với những điều Như Lai đã dạo nói không tin thọ chăng? Phật đáp: có đấy, này Thiện Nam, hoặc có chúng sinh nghe pháp được Phật nêu giảng, chẳng những không tin thọ mà còn sinh tâm não hại sâu xa. Đối với những người thuyết pháp thì khởi tưởng là tri thức ác, do nhân duyên ấy nên sau khi thân hoại mạng chung bị đọa vào địa ngục. Này Thiện Nam, nếu nghe Như Lai có uy đức lớn, xin khởi tưởng cho bậc Thế Tôn, bậc đại sư, người như vậy tức ở nơi đời trước đã được nghe về vô lượng công đức của Như Lai, do nhân duyên ấy nên nay lại tiếp tục được nghe. Liên tự tư duy, chúng ta nơi thân đời trước tất từng theo Phật nghe pháp như thế. Bây giờ Đức Như Lai tức thì hiện bày tướng lưỡi dài rộng, từ che phủ nơi kim diện, lưỡi dài rộng ấy vượt lên phần tóc cho đến che phủ cả đầu, phủ nơi đầu rồi lại che phủ khắp thân. Che phủ khắp thân xong thì che phủ khắp tòa sư tử, là che phủ cả chúng Bồ Tát Thanh Văn Chuyên Giác, Tứ Thiên Vương Hộ Thế, Phạm Thiên Đế Thích, che phủ khắp tất cả vô lượng đại chúng. Để Phật thâu hồi tướng lưỡi nói với đại chúng: này các thiện nam, tướng lưỡi như vậy là không hư vọng chăng? Nếu tin nơi sự việc ấy thì cả trong đêm dài sinh tử luôn được an ổn, được những lợi lạc. Phật nêu bày như vậy xong, có 84,000 chúng sinh chứng đắc pháp nhẫn vô sinh, vô lượng chúng sinh xa lìa trần cấu đã được pháp nhãn thanh tịnh, và số chúng sinh chưa phát tâm bồ đề thì đều phát tâm cầu đạo quả bồ đề vô thượng. Đức Phật lại bảo Bồ Tát trừ cái chướng: này Thiện Nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là đầy đủ sự khéo léo nơi thế gian. Những gì là 10? Đấy là: 1. Tuy nói về sắc mà đối với thật đế không thấy có tướng, cũng không chấp nơi tướng của sắc. 2. Thọ tưởng hành thức cũng là như vậy. 3. Tuy nói về đại địa mà đối với thật đế không thấy có tướng, cũng không chấp nơi tướng của đại địa. 4. Các đại thủy hỏa phong không thức cũng là như vậy. 5. Tuy nói về nhãn mà đối với thật đế không thấy có tướng, cũng không chấp nơi tướng của nhãn. 6. Tuy nói về nhĩ tỷ thiệt thân ý pháp mà đối với thật đế không thấy có tướng, cũng không chấp nơi tướng của ý pháp. 7. Tôi nói về có ngã mà đối với thật đế không thể có tướng, cũng không chấp nơi tướng của ngã. 8. Tôi nói về chúng sinh, thọ mạng, trượng phu, người mà đối với thật đế không thấy có tướng, cũng không chấp giữ. Sau nơi thế đế thì giả nêu bày là có, còn đệ nhất nghĩa đế thì không thể thụ đắc, cũng không chấp giữ. 9. Thế đế giả nêu bày nên có, đệ nhất nghĩa đế thì không có thể tướng, cũng không chấp giữ. Trong sự lưu hành khắp của thế gian mà có pháp Phật sai biệt. 10. Nếu ở nơi thật đế cũng không có tướng của thiện ác, không có pháp Phật, chỉ trong thế đế mới có bồ đề, đệ nhất nghĩa đế thì không có bồ đề, cũng không có chấp giữ. Này Thiện Nam, giải nói bài về pháp gọi là thế đế hoàn toàn không nói thế đế là đệ nhất nghĩa đế. Này Thiện Nam, đại Bồ Tát khéo đối với thế đế không gọi là khéo đối với đệ nhất nghĩa đế. Thiện Nam cùng đủ 10 việc này gọi là Bồ Tát hành trì pháp đầy đủ, khéo léo nơi thế gian. Này Thiện Nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là khéo nói bày về đệ nhất nghĩa đế. Những gì là 10? Đó là: 1. Thành tựu pháp nhẫn vô sinh.
2 thành tựu pháp diệt, 3 thành tựu pháp chẳng hoại, 4 thành tựu pháp không tạo tác, 5 pháp cứu cánh, 6 thành tựu pháp không xứ sở, 7 thành tựu pháp không ngôn ngữ, 8 thành tựu pháp chức mọi đủ cực, 9 pháp tịch diệt, 10 pháp hiền thánh. Vì sao này thì nan, vì đại chất nghĩa đế là chẳng sinh, chẳng diệt, không hoại, không chỗ tạo tác, cũng không cùng tận, chẳng phải là nơi chốn đạt đến của văn tự hỷ luận. Này thì nam, đại chất nghĩa đế chẳng phải là con đường của ngôn ngữ, là đối tượng được chứng đắc chỗ giác ngộ của các bậc hiền thánh nơi pháp tướng vắng lặng. Này thì nam, đại chất nghĩa đế chẳng phải là tướng hư hoại. Chư Phật xuất hiện ở đời hay không xuất hiện ở đời thì pháp tướng vẫn luôn như thế. Do nhân duyên ấy nên Bồ Tát cả bỏ râu tóc, tên nhà thế tục chẳng phải là nhà đích thực, xuất gia học đạo, xuất gia với chánh tính, thân mặc ca sa, chọn y hoại sắc, tinh tấn tu đạo cho cứu lửa cháy đầu, để bỏ các thứ hư vọng, chỉ cầu pháp thật. Này thì nên, nếu không pháp thật thì không có xuất gia, chư Phật Như Lai cũng không xuất hiện ở đời. Cho nhân duyên này nên có pháp chân thật. Thì nam, của đủ 10 pháp ấy gọi là Bồ Tát khéo lãnh hội về đại nhất nghĩa đế. Này thì nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là khéo nhận biết về 12 nhân duyên. Những gì là 10? Đó là 1. Khéo nhận biết về thể tướng là không. 2. Khéo nhận biết về pháp sát na. 3. Khéo nhận biết về pháp không kiên cố. 4. Khéo nhận biết về pháp như ảnh tượng. 5. Khéo nhận biết pháp như trăng trong nước. 6. Khéo nhận biết pháp như âm vang của tiếng gọi. 7. Khéo nhận biết pháp như huyễn. 8. Khéo nhận biết pháp như ánh chớp. 9. Khéo nhận biết pháp như giòn nắng. 10. Pháp do nhân duyên sinh nên tẩy là không. Pháp chuyển biến trong từng sát na nên không kiên cố. Như vậy, cho đến nhân duyên sinh pháp, thì pháp ấy cũng sinh, cũng thấy sinh, trụ cũng thấy trụ, dị hoại cũng thấy dị hoại. Bồ Tát tư duy như vậy, cho nhân duyên gì sinh, cho nhân duyên gì dị diệt, Bồ Tát lại tư duy, nhân nơi vô minh nên có thể sinh các pháp, do sức mạnh của vô minh nên các pháp được sinh ra. Hết thảy các pháp đều do vô minh dẫn dắt, đều nương tựa nơi vô minh, dựa nơi vô minh nên có thể sinh ra hành, dựa nơi hành nên sinh ra thức. Thức là nhân duyên sinh ra tranh sắc, cho đến tử là nhân duyên sinh ưu bi khổ não, các khổ tụ tập. Cho nhân duyên ấy nên sinh khổ ấm lớn, dùng trí tuệ sâu xa, theo phương tiện khéo léo sẽ đoạn trừ vô minh, nhổ bật gốc rễ của vô minh, diệt trừ vô minh tương ưng với các pháp. Nên vô minh được diệt trừ thì tất cả cũng được diệt tận. Ví như khi mạng căn dứt thì các căn đều dứt, khi vô minh dứt thì dựa nơi pháp vô minh tất cả đều dứt tận. Vô minh diệt nên các phiền não diệt, phiền não diệt nên nhân của sinh tử đều diệt, sinh tử diệt nên tiếp cận với niết bàn. Này thì nam, gồm đủ 10 pháp ấy gọi là Bồ Tát khéo nhận biết về 12 nhân duyên. Này thì nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là khéo nhận biết về ngã, những gì là 10? Bồ Tát quan sát như vậy, ta sinh nơi nhà nào? Là nhà của hàng Bà La Môn, là nhà của hàng Sát Lợi, là nhà của hàng Trụ Giả, hay là nhà của tầng lớp hạ tiện? Bồ Tát tuy sinh nơi nhà của tộc họ lớn và không có tưởng khác nhau, nên sinh nơi nhà của hàng hạ tiện nên suy nghĩ, ta vốn từng tạo các nghiệp bất thiện, do nghiệp ác, nên nay sinh nơi nhà thuộc hàng hạ tiện, vì thế nên tu tập nhiều pháp chán bỏ điều ác. Do chán bỏ điều ác nên muốn được xuất gia, đã xuất gia rồi nên suy niệm, ta vì sự việc gì mà cầu xuất gia? Phàm pháp xuất gia là từ độ thoát và cũng độ thoát cho người khác, do vậy mà chẳng được bê trễ biến nhát. Ta nay xuất gia là dốc đoạn trừ pháp bất thiện, nếu có một chút xấu ác thì phải mau chóng dứt bỏ nơi các pháp thiện và giác khởi sự ưa thích, hoan hỷ sâu xa, không chán. Chỗ ác chưa đoạn trừ thì phải dùng phương tiện để trừ diệt, là nên quan sát chúng ta là người xuất gia, làm thế nào để các pháp thiện được tăng trưởng rộng khắp, pháp thiện được tăng trưởng nên càng yêu thích gấp bội, thân tâm hoan hỷ, pháp thiện chưa tăng trưởng thì khiến cho tăng trưởng rộng khắp. Ta nay nên dựa vào các bậc thầy trong đạo để phát triển pháp thiện. Do vậy, đối với chư vị hòa thượng hoặc trì giới hoặc phá giới, hoặc đa văn hoặc không đa văn, hoặc thông minh hoặc không trí, thảy đều cung kính, xin tưởng về Đức Thế Tôn, nơi các Đức Thế Tôn luôn cung kính, cúng dường, hoan hỷ, tên vui. Nơi chư vị hòa thượng cũng lại như vậy, đối với các A-xà-lê lại xin cung kính. Ta dựa nương nơi các bậc A-xà-lê nên pháp thiện tăng trưởng rộng khắp. Pháp phần bồ đề chưa được viên mãn sẽ khiến viên mãn, cái thứ kết sự chưa đoạn trừ sẽ khiến đoạn trừ, nên cho vị A Sa Lê lại xin tưởng như hòa thượng, cung kính như trước, yêu thích hoan hỷ, làm tăng trưởng pháp hữu, tổn giảm pháp tả.
Pháp tạng như thế chẳng khiến phát triển. Bồ Tát lại quán xét: ai là Đức Thế Tôn của ta? Bậc nhất thiết chủng trí là Đức Thế Tôn của ta. Bậc ấy có thể hiểu biết tất cả, có thể thuyết giảng tất cả, cứu vớt thế gian, thương xót chúng sinh, đầy đủ tâm đại bi, là ruộng phước lớn, là Đức Thế Tôn của ta, bậc thầy của hàng trời người. Do nhân duyên ấy, do hình tượng ấy nên sinh tín kính yêu thích hoan hỷ. Bồ Tát lại khởi suy nghĩ: ta được lợi lạc lớn là gặp Đức Thế Tôn Như Lai, Phật chế ra giới luật. Ta nay thà bỏ thân mạng, trọn không hủy phạm giới luật do Đức Như Lai chế. Đó gọi là khéo thọ trì giáo pháp của Phật. Ta nay phải nên theo những thành phần nào để thọ nhận sự cúng dường? Như ta hiện tại phải nhờ vào các hàng xét lợi Bà La Môn, nên những làng mạc thành ấp thọ nhận sự cung cấp bố thí của họ, khiến cho phước báo của họ được tôn quý, giàu có an lạc. Ta cũng không nên đối dối thọ nhận sự cúng dường của mọi người. Như vậy thì các hàng xét lợi Bà La Môn, nên những làng mạc thành ấp đều dấy khởi tưởng gì? Ta nay suy xét có công đức gì mà được nhận các thức ăn uống bố thí? Hàng xét lợi Bà La Môn, nơi những tụ lạc thành ấp sẽ nghĩ ta là vị Sa Môn tạo tưởng về ruộng phước. Vậy ta nay phải nên thực hiện đầy đủ đúng theo đạo pháp thuộc nẻo hành trì của bậc Sa Môn, công đức của hàng tỳ kheo, công đức của các Sa Môn, ruộng phước, hành nghiệp thanh tịnh và xứng hợp với tên gọi. Ta nay ở trong cõi sinh tử phải tự xuất ly ra khỏi, đã được thiện lợi là xuất gia, đã bước đầu đạt được lợi lạc lớn không gì hơn. Ta được xuất gia tức là có được lợi lớn vô thượng, có thể xứng hợp với pháp xuất gia cũng là đại lợi không gì hơn. Thế nên ta nay phải siêng năng tinh tấn, xa lìa bế trễ, cũng phải mau chóng ra khỏi nẻo sinh tử khổ hoạn. Thiện nam Bồ Tát xuất gia thường nên giữ niệm suy xét như vậy: này thiện nam, gồm đủ 10 pháp ấy, đó là Bồ Tát khéo nhận biết về ngã. Này thiện nam Bồ Tát, tại lại có 10 pháp gọi là khéo nhận biết về pháp thế gian, những gì là 10? Đó là: một, đối với người cao ngạo khởi tưởng thấp kém; 2, nơi người kiêu mạn khởi tưởng cung kính; 3, nơi người tà nịnh khởi tưởng chất trực; 4, đối với kẻ vọng ngữ khởi tưởng chân thật; 5, nơi kẻ ghét bỏ khởi tưởng yêu thích; 6. Nơi kẻ cứng cỏi, khởi tưởng dịu dàng, hòa nhã. 7. Nơi người không nhẫn, khởi tưởng nhẫn nhục. 8. Nơi kẻ sân hận, khởi tưởng tâm từ. 9. Nơi người khổ não, khởi tưởng tâm bi. 10. Nơi kẻ nhiều tham, khởi tưởng bố thí. Thiện nam gồm đủ 10 pháp ấy, đó là Bồ Tát khéo nhận biết về pháp thế gian. Này thiện nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là có thể sinh vào quốc độ Phật thanh tịnh, những gì là 10? Đó là: một, trì giới thanh tịnh không thiếu sót, không hiềm nghi; 2, nên tất cả chúng sinh tâm luôn bình đẳng; 3, cùng chung sự nghiệp tu tập đầy đủ các công đức; 4, xa lìa mọi thứ tiếng tâm khen ngợi lợi dưỡng, không nhiễm 8 pháp nơi thế gian; 5, luôn có tâm tin tưởng sâu xa không nghi ngờ; 6, siêng năng tinh tấn tu tập không hề bế trễ; 7, thâu giữ tâm hành thiền định dứt mọi tán loạn; 8, khéo tu học về đa văn, xa ly hạng vô trí; 9, lợi căn trí lanh lợi, thông tuệ diệt trừ ngu tối; 10, để các chúng sinh sân hận não hại luôn tu tập tâm từ. Bồ Tát trừ các chứng bạch Phật: nếu 10 pháp ấy không gồm đủ thì có thể sinh vào cõi tịnh không? Phật đáp: này thì nam, nếu có thể nơi một pháp hành trì đầy đủ không thiếu sót thì nên biết người 10 pháp kia thể đều thanh tịnh, do ý nghĩa ấy nên gọi là gồm đủ 10 pháp được sinh nơi cõi tịnh. Thì nam đầy đủ 10 pháp ấy gọi là, đó gọi là Bồ Tát có thể sinh vào cõi tịnh của Phật. Này thì nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là không cấu nhiễm theo thai sinh, những gì là 10? Đó là: một, tạo các hình tượng; 2, chùa tháp Phật nếu bị hư hoại thì nên tu sửa tạo sự trang nghiêm; 3, dùng các thứ hương thích hợp để tô thép các hình tượng Như Lai, sơn sửa lại các tháp Phật; 4, thường dùng các loại nước thơm để rưới tẩy nơi các tháp Phật; 6, 5, luôn quét dọn sạch sẽ các nơi kể trên; 6, luôn cung kính hết lòng phụng dưỡng cha mẹ; 7, đối với các bậc hòa thượng A-sa-lê, các vị đồng phạm hạnh tâm luôn cung kính cúng dường, chẳng phải chỉ là tài thí; 8, đem các thiện căn này hồi hướng cho các chúng sinh; 9, nguyện đều được thai sinh không bị cấu nhiễm; 10, tâm luôn âm cần tôn trọng tư duy như vậy.
Thiện nam có đủ 10 pháp ấy, gọi là Bồ Tát không bị cấu nhiễm theo thai sinh. Này thiện nam, Bồ Tát là có 10 pháp gọi là lìa bỏ nhà xuất gia, đó là không có nơi chốn thọ dụng. 2. Đối với nơi chốn có thể bị cấu nhiễm, trọn không gần gũi. 3. Quy lương với 5 thứ dục. 4. Trừ bỏ các thứ khao khát về ái. 5. Đối với các giới cấm do Như Lai chế ra, hoàn toàn không hủy phạm. 6. Ít ham muốn biết đủ. 7. Y phục, thức ăn uống, giường nằm toàn ngồi, chính là để giữ lấy mạng sống, trọn không tham tích chứa. 8. Nơi chốn của năm dục luôn sinh sợ hãi. 9. Thường nhớ nghĩ đến việc chán lìa. 10. Giúp tu tập pháp thiện. Thì nam, gồm đủ 10 pháp ấy gọi là Bồ Tát lìa bỏ nhà, xuất gia.